Israel tuyên bố sẽ loại bỏ tân lãnh đạo chính trị Hamas Nga thu tài liệu mật của quân đội Ukraine ở thành phố Mariupol Ukraine mở cuộc đột kích lớn vào Nga, bắn hạ trực thăng K-52 Tin tức tiêu cực về kinh tế đè nặng chiến dịch tranh cử của bà Harris Mỹ dự định chi hàng chục tỷ đô la Mỹ hiện đại hóa máy bay ném bom B-52 Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, bây giờ là phần tin chi tiết. Theo hãng tin AFP, vừa qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng nước này quyết tâm loại bỏ tân lãnh đạo chính trị Hamas, Yahya Sinwa, người vừa được bổ nhiệm thay thế lãnh đạo Ismail Haniyeh, bị ám sát hồi tuần trước. Ông Netanyahu nói, chúng tôi đã chuẩn bị cả về mặt phòng thủ và tấn công. Trong một phát biểu trên X, Tên cũ là Twitter, Ngoại trưởng Israel, Israel Kass nói rằng việc bổ nhiệm ông Yahya Sinwar làm lãnh đạo mới của Hamas thay thế ông Ismail Haniyeh một lần nữa là lý do thuyết phục để nhanh chóng loại trừ ông ta và xóa sổ tổ chức này khỏi trái đất. Còn người phát ngôn lực lượng phòng thủ Israel, IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari tuyên bố trên kênh tin tức Al Arabiya rằng ông Sinwar là kẻ khủng bố, nhân vật chịu trách nhiệm cho vụ tấn công khủng bố thảm khốc nhất lịch sử. Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel, trung tướng Haji Halevi tuyên bố lực lượng Israel sẽ tìm ra Osama, tấn công ông này và buộc Hamas phải thay lãnh đạo mới. Lời cảnh báo của Israel được đưa ra trong bối cảnh Israel đang chờ đợi một đòn trả đũa tiềm tàng từ Iran và các lực lượng thân Iran sau cái chết của lãnh đạo chính trị Hamas, Haniyeh mà Iran cho là bị Israel ám sát. Về phần tân lãnh đạo chính trị Sinoa, Israel coi ông này là kẻ chủ mưu đứng sau vụ tấn công của Hamas vào lãnh thổ Israel vào tháng 10 năm ngoái. Một thành viên cấp cao của Hamas nói với AFP rằng việc Hamas lựa chọn ông Sinoa làm lãnh đạo chính trị đã gửi đi một thông điệp rằng nhóm này sẽ tiếp tục con đường kháng cự. Phòng trào hẹo Bola ở Liban chúc mừng ông Sinoa và gọi đây là thông điệp cho thấy đối phương thất bại trong việc đạt được mục đích khi ám sát các thủ lĩnh và nhân vật cấp cao của Hamas. Ở diễn biến liên quan, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Iran sẽ không im lặng trước những hành động chống lại lợi ích và an ninh của nước này. Ông Pejeskia đưa ra tuyên bố trên trong cuộc điện đàm ngày 7 tháng 8 với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng sau vụ thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát tại Tehran vào tuần trước. Truyền thông Iran dẫn lời ông Pejeskia cho biết tại cuộc điện đàm, tân Tổng thống Iran nêu rõ nếu Mỹ và các nước phương Tây thực sự muốn ngăn chặn xung đột trong khu vực, họ buộc phải gây sức ép để Israel chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, ngừng các cuộc tấn công tại giải Gaza. Cùng ngày, quyền ngoại trưởng Iran Ali Bagri Cani đã trao đổi quan điểm về vụ ám sát ông Hanieh với hai người đồng cấp Anh và Áo. Trong cuộc điện đàm với ngoại trưởng Anh, ông Kani cáo buộc những hành động của Israel là nguyên nhân gây ra bất ổn trong khu vực. Về phần mình, ngoại trưởng Anh Lamy cho rằng vụ ám sát ông Hanieh là bước thụt lùi trong nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza. Ông kêu gọi Iran tự kiềm chế, đồng thời cảnh báo hậu quả thảm khốc sẽ xảy ra nếu các bên liên quan không kiềm chế. Iran sở hữu một trong những mạng lưới phòng không dày đặc nhất ở Trung Đông. Điều này có thể hữu ích nếu Israel đánh phủ đầu để ngăn chặn cuộc tấn công của Iran nhằm trả đũa vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran. Iran đã phát triển và sản xuất nội địa một loạt hệ thống phòng không và radar tinh vi trong nhiều năm, bao gồm cả những hệ thống mới được công bố trong năm nay. Đầu tiên phải kể đến hệ thống phòng không tầm ngắn Naydey đã được thử nghiệm thành công trong cuộc tập trận của lực lượng Không gian Vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hồi tháng 1 năm 2024. Được thiết kế để chống lại các mối đe dọa ở tầm thấp, bao gồm tên lửa hành trình và máy bay không người lái UAV, cũng như các loại vũ khí do máy bay đối phương bắn ra. Bệ phóng của đây được đặt trên khung gầm di động của hệ thống tên lửa phòng không tầm trung, cơ động, Chevron Kodat. Hệ thống Chevron Kodat từng bắn hạ UAV RQ-4 Global Hawk của Mỹ ở eo biển Hormuz, ở eo biển Hormuz năm 2019 sau khi nó xâm phạm không phận của Iran, Naiyde có thể đồng thời theo dõi tới 32 mối đe dọa trên không. Tên lửa của hệ thống này được dẫn đường từ mặt đất và được thiết kế để có thể hoạt động trong môi trường bị áp chế điện tử. Hệ thống chống tên lửa đạn đạo Aman được công bố vào tháng 2 năm 2024. Aman được thiết kế để đối phó với một loạt mối đe dọa bao gồm tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và tên lửa chống bức xạ tầm ngắn, bom dẫn đường, UAV trực thăng và máy bay chiến đấu hiện đại của Israel cũng như Mỹ. Hệ thống này được cho là có radar tinh vi, chủ động hoặc thụ động, với góc quan sát 360 độ và khả năng xác định và theo dõi tới 24 mục tiêu ở phạm vi 200 km, đánh chặn trong phạm vi 150 km, ở độ cao lên tới 27 km. Thần sấm Azarak cũng được ra mắt vào tháng 2, hệ thống phòng không tầm ngắn, tầm thấp dạng mô-đun Azarak có kích thước nhỏ gọn, khối lượng nhẹ, có thể lắp đặt trên các phương tiện cơ giới quân sự và dân sự khác nhau. Bốn tên lửa sẵn sàng chiến đấu của hệ thống này là loại tự dẫn đường. Do có thiết kế mô đun, ngoài xe tải, về mặt lý thuyết, Azarak cũng có thể triển khai trên các tàu chiến hoặc địa điểm cố định. Hồi tháng 4, Iran trình làng phiên bản mới của Bava 373, một hệ thống tên lửa đất đối không và chống đạn đạo tầm xa di động. Bava 373 ra mắt vào năm 2019 và được quảng cáo là tương tự S-300 của Nga. Bava 373 được trang bị 3 loại tên lửa khác nhau để vô hiệu hóa các mục tiêu ở độ cao khác nhau. Nó có khả năng phát hiện tới 100 mục tiêu theo dõi 60 mục tiêu và tấn công 6 mục tiêu cùng lúc. 33373 373, phiên bản nâng cấp, được cho là có tên lửa đánh chặn nhiên liệu rắn 2 tầng, Sayyad 4B, đã được sửa đổi và có khả năng đánh chặn các mục tiêu trên không trong phạm vi từ 300 đến 400 km, ở độ cao lên đến 120 km. Hiện chưa có thông tin cụ thể, Iran sở hữu bao nhiêu hệ thống phòng không tiên tiến mỗi loại. Iran vốn kín tiếng về quy mô sản xuất quốc phòng, nhưng lại được đánh giá là một trong những ngành công nghiệp quốc phòng lớn nhất ở Trung Đông. Kết hợp với tiềm năng khoa học và công nghệ, Iran có thể được xếp trong top 10 thế giới ở một vài chỉ số. Điều đó có nghĩa là ngay cả khi chỉ sở hữu số lượng hạn chế các hệ thống phòng không nói trên, nhưng nếu được đặt ở các khu vực chiến lược quan trọng và phối hợp với các hệ thống hiện có, chúng vẫn có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tấn công của đối phương. Trong thập kỷ qua, hệ thống phòng không của Israel, đặc biệt là vòm sắt, đã cung cấp cho Israel thời gian và sự bảo vệ để không phải vội vã tham gia vào các cuộc xung đột ở Gaza. Tuy nhiên, theo Sputnik News, Tờ Wall Street Journal mới đây nhấn mạnh, hệ thống phòng thủ tên lửa nói trên của Israel sẽ không thể bảo vệ người dân khỏi một số máy bay không người lái UAV và tên lửa của Iran. Wall Street Journal nhận định, hệ thống vòng sắt cho phép Israel bắn hạ tên lửa tầm ngắn và bảo vệ các khu vực đông dân khỏi các cuộc tấn công của phong trào Hồi giáo Hamas, nhưng năng lực của Iran và phong trào Hezbollah của Liban ở một cấp độ khác. Quá trình phát triển vòng sắt lần đầu tiên được triển khai vào năm 2007, sau đó là các cuộc thử nghiệm vào năm 2008 và 2009 những bệ phóng của hệ thống vòm sắt đầu tiên đã được triển khai vào năm 2011. Hệ thống này đã được nâng cấp nhiều lần kể từ đó. Vòm sắt được thiết kế để bắn hạ các tên lửa đang bay tới. Nó được trang bị radar phát hiện tên lửa, sau đó sử dụng hệ thống chỉ huy và kiểm soát để tính toán nhanh xem liệu một quả đạn bay tới có gây ra mối đe dọa hay có khả năng bắn trúng khu vực không có người ở hay không. Nếu tên lửa gây ra mối đe dọa, vòm sắt sẽ bắn tên lửa từ mặt đất để đánh chặn chúng trên không. Đối với những người ở trên mặt đất, việc đánh chặn trực tiếp nghe giống như một tiếng nổ lớn và đôi khi có thể cảm nhận được từ mặt đất. Theo Raytheon và Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, có 10 khẩu đội vàm sát hiện nay được triển khai trên khắp Israel, mỗi khẩu đội bao gồm từ 3 đến 4 bề phóng. Chính phủ Mỹ đã chi hơn 2,9 tỷ đô la Mỹ cho chương trình bom sát. u Journal nói rằng, một hệ thống phòng không lớn hơn đã được tạo ra với sự tham gia của Washington, bao gồm lực lượng không quân của Mỹ, Israel và các quốc gia khác, cũng như các hệ thống radar của các quốc gia láng giềng. Đồng thời cho biết thêm rằng, hoạt động của hệ thống này chủ yếu do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ điều phối. Thưa quý vị, xung đột Nga-Ukraine và những biến động của chính trường thế giới đang ngày càng trở nên phức tạp và căng thẳng nhiều hơn. Mặc dù cả hai bên đều nêu ra điều kiện hòa bình, nhưng đều rất khó khả thi. Trong bản tin hôm nay, mời quý vị đến ngay với phần cập nhật diễn biến nóng xoay quanh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố từ cơ quan an ninh liên bang Nga FSB cho biết, những tài liệu được nhân viên của họ thu giữ trong địa phận thành phố Mariupol có nguồn gốc từ Bộ Quốc phòng Ukraine. Thông cáo từ chi nhánh FSB ở khu vực Donbass viết, ngoài lô tài liệu mật, chúng tôi còn thu được một hòm chứa vũ khí chống tăng, súng phóng lựu Ford 600 và khoảng 30 quả lựu đạn. Hòm chứa vũ khí này được quân đội Ukraine chuẩn bị khi xung đột nổ ra ở Mariupol. Dự kiến, các tài liệu mật sẽ được chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để tiến hành nghiên cứu. Những bức ảnh được FSB đăng tải cho thấy các tài liệu họ thu giữ liên quan tới nhiều sĩ quan trong quân đội Ukraine. Hiện chính quyền Kiev chưa đưa ra phản hồi trước những thông tin do FSB công bố. Đây không phải là lần đầu tiên quân đội Nga thu giữ tài liệu quân sự mật từ phía Ukraine. Hồi năm 2022, hãng tin RIA Novosti dẫn thông báo từ Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga thời điểm đó, cho biết các lực lượng vũ trang của nước này trong quá trình làm nhiệm vụ đã thu giữ được tài liệu quân sự mật của quân đội Ukraine. Theo ông Konashenkov, tài liệu này được ban hành bởi Tư lệnh Vệ binh Quốc gia Ukraine Mykola Balan vào ngày 22 tháng 1 năm 2022. Nó mô tả chi tiết kế hoạch chuẩn bị cho một nhóm đột kích chiến thuật cho một chiến dịch tại vùng Donbass vào tháng 3 năm 2022. Tài liệu đã được gửi tới chỉ huy của các sư đoàn ở phía Bắc, Kiev, phía Nam, Odessa và phía Tây của Vệ binh Quốc gia Ukraine. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, giới lãnh đạo Ukraine vào tháng 2 năm 2022 từng khẳng định trên truyền thông rằng họ không có kế hoạch nào sử dụng biện pháp quân sự đối với Donbass và Kiev mong muốn giải quyết tất cả các vấn đề xung đột bằng biện pháp chính trị, ngoại giao. Thiếu tướng Konashenkov nêu rõ, tuy nhiên, tài liệu mật của vệ binh quốc gia Ukraine ở trên là minh chứng đi ngược lại những tuyên bố của Kiev. Trong khi đó, tình báo quân sự Ukraine hồi tháng 3 cho biết, họ đã đột nhập thành công vào máy chủ của Bộ Quốc phòng Nga, giành quyền truy cập vào nhiều tài liệu mật của nhiều quan chức. Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine GUR tuyên bố trên kênh Telegram chính thức. Cơ quan đặc biệt của Ukraine sở hữu phần mềm bảo vệ và mã hóa thông tin từng được Bộ Quốc phòng Nga sử dụng, cũng như một loạt tài liệu mật của Bộ Chiến tranh Nga. Theo bài đăng của GUR, dữ liệu thu thập được từ vụ tấn công này đã giúp các đặc vụ của họ xác định được chỉ huy của Bộ Quốc phòng Nga. GUR viết, thông tin thu được cho phép chúng tôi thiết lập cấu trúc hoàn chỉnh của hệ thống Bộ Quốc phòng Nga và các đơn vị trực thuộc. Mặc dù không chia sẻ chi tiết về thông tin mà họ đã truy cập trong vụ tấn công mạng gần đây, nhưng GUR cho biết họ đã nhìn thấy nhiều mệnh lệnh, báo cáo, hướng dẫn và các tài liệu khác được lưu hành giữa hơn 2.000 đơn vị cơ cấu trong Bộ Quốc phòng Nga. <laughs> Truyền thông Nga mới đây đưa tin, một chiếc trực thăng K-52 của nước này đã bị bắn hạ khi các lực lượng vũ trang Ukraine thực hiện cuộc đột kích lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột diễn ra. Theo đó, trang tin avia.pro cho biết, quân đội Ukraine đã điều các nhóm chiến thuật và xe tăng cố gắng đột kích vào biên giới của Nga theo ba hướng. Đối phương cố gắng xâm nhập vào lãnh thổ Nga, sau đó điều thêm lực lượng và hỗ trợ. Phía Nga cho biết đã phản kích mạnh mẽ, khiến Ukraine chịu tổn thất nghiêm trọng về nhân lực và xe bọc thép. Tuy vậy, các lực lượng Ukraine vẫn không từ bỏ kế hoạch và tiếp tục tấn công. Ukraine cũng gây tổn thất cho phía Nga với việc bắn hạ một trực thăng K-52. Một số hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy xác của chiếc trực thăng này bị rơi xuống đất. Tình hình tại biên giới vẫn cực kỳ căng thẳng. Các lực lượng Nga tiếp tục đẩy lùi các cuộc tấn công, giáng những đòn nặng nề vào đối phương. Quân đội Nga cho biết đã ngăn chặn được các bước tấn công của các lực lượng Ukraine. Trực thăng tấn công K-52 vẫn được biết đến với biệt danh cá sấu Alligator đã được Nga triển khai tới Syria từ năm 2016. Chúng đảm nhiệm vai trò yểm trợ chiến đấu trên không trong rất nhiều chiến dịch. Đây là trực thăng mới và mạnh mẽ nhất hiện nay của Nga. Dòng trực thăng này được thiết kế để phá hủy xe tăng, lực lượng chiến đấu, máy bay cánh quạt và các loại máy bay chiến đấu khác của đối phương trên chiến trường, cũng như có khả năng hoạt động trong bất kỳ thời tiết nào, bất kể ngày hay đêm. Trực thăng K-52 cũng được nâng cấp để triển khai hiệu quả và thực hiện các nhiệm vụ phức tạp trong các chiến dịch trên không. K-52 cũng mang đến sự bảo vệ cao cho phi hành đoàn, trong khi hệ thống tự động được cải tiến giúp phi công dễ dàng điều khiển. Với thiết kế cánh quạt đồng trục, gồm hai bộ cánh quạt được gắn cùng trục chính trên nóc máy bay, đem lại cho K-52 lực đẩy tối ưu và ổn định hơn so với các dòng trực thăng thông thường. Thêm vào đó, thiết kế cánh quạt đồng trục cho phép K-52 tích hợp thêm cơ chế thoát hiểm khẩn cấp cho kíp bay nâng cao đáng kể khả năng sống sót của phi công trong tình huống khẩn cấp khi máy bay gặp nạn cánh quạt đồng trục sẽ được kích nổ giúp phi công dễ dàng thoát ra khỏi buồng lái nga là quốc gia đi đầu trong việc chế tạo trực thăng chiến đấu có cánh quạt đồng trục điển hình như các loại máy bay K-27 K-28 K-31 K-50 và K-52 phải đến những năm gần đây mỹ mới phá vỡ thế độc quyền đó bằng chương trình phát triển S-97 Raider và một số loại khác Theo TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, máy bay chiến đấu Su-25 đã tấn công vào thành trì và binh sĩ Ukraine tại khu vực thuộc phụ trách của nhóm chiến đấu phía đông, Battle Group X của Nga. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, phi hành đoàn trên máy bay Su-25 đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa không dẫn đường vào thành trì của đối phương và lực lượng quân sự trong khu vực phụ trách của nhóm chiến đấu phía đông. Tất cả các mục tiêu đã bị bắn trúng. Bộ này cho biết thêm, khí tài đặc biệt và quân đội của đối phương đã bị loại bỏ. Trong thời gian qua, tận dụng đối thủ không có hỏa lực để phòng vệ. Nga liên tục triển khai cường kích Su-25 tấn công vào phòng tuyến của Ukraine. Ví dụ, từ giữa tháng 4, Nga liên tục điều Su-25 cường kích tầm thấp, bay qua tiền tuyến xung quanh Chachovia, quyết giành lấy thị trấn chiến lược. Su-25 là máy bay tấn công mặt đất, được thiết kế để yểm trợ cho các lực lượng mặt đất cả ban ngày và ban đêm. Hiện nay, quân đội Nga biên chế các phiên bản Su-25, gồm Su-25SM, Su-25SM-3 và Su-25UB Máy bay sử dụng hai động cơ phản lực, cho phép bay với tốc độ tối đa 950 km h vận tốc leo cao có thể lên đến 58 m một giây. Trần bay tác chiến là từ 5.000 m đến 7.000 m và tối đa là 10.000 10 m. Là cương kích với nhiệm vụ tấn công các mục tiêu của Ukraine trên mặt đất, máy bay Su-25 của Nga phải đương đầu với rất nhiều thách thức, đặc biệt từ các hệ thống tên lửa phòng không góc vai Manpass mà phương Tây đã viện trợ cho Ukraine. Ngoài một khẩu pháo 2 nòng 30mm với 250 viên đạn pháo Su-25 có thể mang hơn 4 tấn đạn dược, bao gồm tên lửa, rocket, bom điều khiển và không điều khiển, thậm chí cả pháo bổ sung. Su-25 được trang bị các tấm thép và titan dày từ 6mm đến 25mm xung quanh buồng lái, các bộ phận của thân máy bay và cánh cũng như các bình nhiên liệu. Trong nhiều tháng qua, giới chức Ukraine đã kêu gọi các nước bảo trợ phương Tây cho phép sử dụng những vũ khí tốt nhất mà họ cung cấp đặc biệt là tên lửa đạn đạo để tấn công máy bay chiến đấu đang đỗ tại các sân bay bên trong lãnh thổ Nga, phong trường hợp Nga sử dụng các máy bay này tập kích các thành phố của Ukraine. Tuy vậy, Mỹ và nhiều nước NATO đã phản đối viện dẫn nguy cơ xung đột gia tăng và vượt ra ngoài biên giới Ukraine khi cuộc giao tranh bước sang tháng thứ 29. Không được sự chấp thuận của phương Tây, Ukraine đã tăng cường tấn công vào những sân bay dễ bị tổn thương nhất của Nga bằng các loại vũ khí do chính nước này sản xuất. Vừa qua, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công căn cứ không quân Morozovsk ở miền nam nước Nga, cách tiền tuyến ở miền đông Ukraine 321 km. Theo lực lượng tình báo Ukraine, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái này đã phá hủy một máy bay ném bom Su-34 của không quân Nga, làm hư hại hai chiếc Su-34 khác và đốt cháy một kho chứa đạn dược. Cơ quan tình báo Ukraine công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy một khu vực rộng lớn bị thiêu rụi do đạn dược phát nổ sau vụ tấn công. Đây không phải là lần đầu tiên Ukraine tập kích sân bay Morozovsk, nhưng là đợt tập kích dữ dội nhất. Giới phân tích cho rằng các cuộc tấn công tương tự trong thời gian tới sẽ trở nên khó khăn hơn khi Nga tái triển khai máy bay chiến đấu đến các căn cứ kiên cố được bảo vệ nghiêm ngặt hơn. Theo các chuyên gia quân sự, bằng cách nhắm mục tiêu vào sân bay Morozovsk và các sân bay khác gần biên giới Nga-Ukraine, Kiev hy vọng sẽ phá hủy các nhân tố chính hỗ trợ chiến dịch ném bom lượn của Nga gồm máy bay chiến đấu, mang bom và các quả bom lượn. Hồi đầu mùa hè năm nay, Ukraine đã nhận thấy cơ hội hiếm hoi để giáng đòn mạnh vào cơ sở hạ tầng chứa bom lượn của Nga. Khi trung đoàn ném bom số 47 của không quân Nga đỗ hàng chục chiếc Su-34 tại căn cứ không quân Vronyes Mansevo ở miền nam nước này, cách biên giới Ukraine hơn 160 km. Hiện tại, Nga đang đặt nhiều máy bay Su-34 ở các căn cứ cách biên giới hàng trăm km. Chúng được đảm bảo an toàn trước hầu hết các cuộc tấn công của UAV cũng như tên lửa ATACMS của Ukraine. Nếu bây giờ nhà trắng cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bằng ATACMS vào căn cứ của Nga để phá hủy Su-34 thì điều này có thể đã quá muộn vì loại tên lửa mạnh nhất của ATACMS chỉ có tầm hoạt động khoảng 300 km trong khi các mục tiêu đã ở quá xa. Để ngăn chặn chiến dịch ném bom lượn của Nga, Ukraine cần phải phá hủy hàng chục chiếc Su-34. Nhưng các đợt triển khai máy bay chiến đấu theo chiến lược mới của Nga đang khiến điều này trở nên khó khăn hơn. Trang tin quân sự Militani trích dẫn lời đại diện lữ đoàn không quân tấn công số 79 của Ukraine cho biết phía Nga đã sử dụng xe bọc thép chở quân và xe tăng để tập kích làng Kostyantinovka. Ở khu vực Kurakhov thuộc vùng miền đông Donetsk, các lực lượng Moscow đã cố gắng giành quyền kiểm soát các ngôi làng Kostyantinovka và Paraskovivka suốt thời gian qua. Cuộc tấn công gần đây của họ nhằm vào các vị trí của lính dù và tiểu đoàn bộ binh 471 của Ukraine. Theo nhà chức trách Ukraine, binh lính Kiev đã sử dụng máy bay không người lái UAV trinh sát để liên tục theo dõi hoạt động của các nhóm thiết giáp Nga, đồng thời điều chỉnh hỏa lực nhắm vào đối phương. Trong video mới công bố, một số xe bọc thép chở quân có bánh xích của Nga bắt đầu tiến vào làng Kostyantinovka. Bình sĩ Nga đã cố gắng đổ bộ gần những ngôi nhà bị phá hủy, nhưng các cuộc không kích của Ukraine đã buộc họ phải quay lại và rời khỏi làng. Hãng thông tấn TASS đưa tin, cập nhật chiến trường ngày 6 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát làng Timofejevka thuộc tỉnh Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục đưa tin về hoạt động của những nhóm tác chiến của Nga trong ngày 7 tháng 8, trong đó đáng chú ý nhất là hoạt động của nhóm tác chiến phía nam và phía tây khi hai nhóm này gây nhiều thương vong nhất cho ukraine trên chiến trường cụ thể nhóm tác chiến phía nam đã cải thiện vị trí chiến thuật và gây thiệt hại cho các lữ đoàn ukraine tại gần các khu định cư chasopya kostantinovka vekhne kamenskoy ivano darievka ivanopoli grigorovka pretechino ostroi và konstantinovka của tỉnh donetsk còn nhóm tác chiến phía tây giành được nhiều vị trí lợi thế hơn và gây thương vong cho một số lữ đoàn Ukraine gần khu định cư Sinkovka và Tabayevka ở tỉnh Kharkov, khu định cư Stenmakovka ở tỉnh Lugansk và Toskoy ở tỉnh Donetsk. Trong ngày 6 tháng 8, quân đội Nga vẫn tiếp tục pháo kích vào nhiều nơi trên khắp Ukraine, trong đó đáng chú ý nhất là ở tỉnh Kharkov. Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã tấn công tên lửa vào trung tâm thành phố Kharkov nghi là có sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ngoài nhiều điểm giao tranh ở Donetsk, hai bên còn đụng độ khốc liệt tại các tỉnh Kharkov và Zaporizhia. Quân đội Ukraine cho biết Nga đã tiến hành 50 đợt không kích với 64 quả bom lượn dẫn đường, tổ chức 752 cuộc tập kích bằng máy bay không người lái UAV cảm tử và nã hơn 4.800 quả đạn pháo, 114 quả rocket phóng loạt tại Ukraine. Nga kiểm soát Crimea kể từ khi sắp nhập bán đảo này vào năm 2014 và đặt trụ sở hạm đội Biển Đen ở Sevastopol. Tuy nhiên, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, Kiev đã nhiều lần tấn công các mục tiêu ở Crimea, phá hủy hoặc làm hư hại khoảng một nửa số tàu chiến của hạm đội Biển Đen. Và mới đây nhất, lực lượng Ukraine cho biết quân đội Nga đã gia tăng số lượng tàu chiến ở Biển Đen. Cụ thể, theo Hải quân Ukraine, Nga đã triển khai hai tàu chiến được trang bị tên lửa hành trình Kalib đến Biển Đen, trong khi một ngày trước đó chỉ có một tàu được ghi nhận ở khu vực này. Tại khu vực biển địa Trung Hải, ghi nhận sự xuất hiện của hai tàu chiến Nga, một trong số đó được trang bị 16 tên lửa hành trình Kalib. Tại biển Azov, không ghi nhận sự xuất hiện của tàu chiến Nga. Được biết, người phát ngôn của Hải quân Ukraine, ông Dmitry nói rằng Nga đã thay đổi chiến thuật ở biển Đen và biển Azov thay vì triển khai tàu nổi, Nga chuyển sang sử dụng tàu ngầm. Người phát ngôn lưu ý rằng với chiến thuật này, tàu ngầm của Nga khó bị phát hiện và tiêu diệt hơn. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng Kiev vẫn có thể giành lại Crimea nếu có đủ vũ khí, nhân lực và thời gian. Ukraine có thể tiến hành chiến dịch vượt qua eo đất Pereko, nơi chia tách Crimea với đất liền Ukraine hoặc vượt qua vùng đầm lầy Sivas ở phía đông để đến Crimea. Nhưng để làm được điều này, trước tiên Ukraine cần phải đột phá qua phòng tuyến Suvorikin của Nga, một hệ thống phức tạp gồm các công sự phòng thủ và chướng ngại vật trên khắp các lãnh thổ do Nga kiểm soát ở phía nam và phía đông Ukraine mà Kiev chưa bao giờ xuyên thủng được. Theo ông Sergei Sumleny, người sáng lập Trung tâm Sáng kiến Phục hồi châu Âu của Đức, câu hỏi hiện nay là khi nào Ukraine sẽ tích lũy được nhiều hỏa lực như vậy, không chỉ pháo binh mà còn cả không quân để họ có thể vượt qua các tuyến phòng thủ của Nga và sau đó tiếp cận Crimea. Ông Sumlani cho biết, nếu và khi quân đội Ukraine đến Crimea, họ có thể phá hủy cầu Kerch và tuyến phà cuối cùng qua biển Azov, cắt đứt mọi tuyến tiếp tế của Nga đến bán đảo này và cô lập lực lượng Nga tại đây. Theo ông Sumlani, lịch sử cho thấy Crimea dễ bị tấn công. Năm 2021, Hồng quân Liên Xô đã đánh bại quân Bạch Vệ và giành quyền kiểm soát bán đảo. Năm 1941, phe trục đã xâm lược Liên Xô trong chiến dịch Barbarossa với lực lượng trên bộ bao vây Sevastopol. Ông Sumleny nói, Crimea thực tế là một pháo đài không thể bảo vệ được. Vì vậy, theo quan điểm của tôi, nếu quân đội Ukraine vượt qua được eo đất Pereko, lực lượng Nga sẽ phải đối mặt với một trong hai lựa chọn, rút lui ngay lập tức khỏi Crimea hoặc bị đánh bại và bị bắt giữ. Tuy nhiên, các chuyên gia khác nhận định thận trọng hơn. Ông Temnicki, chuyên gia tại trung tâm Á-Âu, Hội đồng Đại Tây Dương của Mỹ, cho rằng một cuộc tấn công toàn diện nhằm giành lại Crimea là rất khó xảy ra do những tổn thất to lớn mà Ukraine đang phải gánh chịu. Đã có những lo ngại rằng Nga sẽ cân nhắc đến lực lượng hạt nhân nếu quân đội của họ đang trên bờ vực mất Crimea. Quân đội Nga công bố video cho thấy mảnh vỡ tên lửa Atak-MS của Ukraine bị bắn hạ trong cuộc pháo kích vào thành phố Lugansk gần đây. RIA Novosti đưa tin, Ukraine lần đầu tiên sử dụng tên lửa tầm xa Atak MS mang đầu đạn chùm, phiên bản có tầm bắn 300 km để tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Lugansk. Tuy nhiên, những tên lửa này vẫn bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ khi chúng lao về phía thành phố. Mảnh vỡ tên lửa rơi xuống làm hư hại các tòa nhà dân cư và gây ra một số đám cháy nhỏ trong khu vực. Ấn phẩm này lưu ý rằng, các bộ phận còn sót lại cũng như hệ thống dẫn đường đang được các chuyên gia Nga nghiên cứu nhằm cải thiện khả năng đánh chặn những tên lửa loại này. Trước đó, truyền thông Nga đưa tin, các lực lượng Ukraine đã tấn công một số địa điểm ở Donbass bằng tên lửa do phương Tây cung cấp, trong đó có cả thành phố Lugansk. Báo cáo ban đầu cho biết, trung tâm hành chính của khu vực đã bị Ukraine tấn công. Trước đó, lực lượng Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào khu công nghiệp ở thành phố Shusha. Ông Leonid Pashenik, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng cho biết, thành phố Lugansk, thủ phủ của Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng, đã bị tấn công bằng ít nhất 8 tên lửa Atak MS và 4 tên lửa Storm Shadow. Theo ông Pashnik, Ukraine đã nhắm vào các nhà kho chứa nhiên liệu và khu dân cư. Hệ thống phòng không Nga đã đẩy lùi một phần cuộc tấn công, đánh chặn ít nhất 4 tên lửa. Các mảnh vỡ tên lửa cũng đã gây ra những đám cháy nhỏ ở ngoại ô thành phố. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cột khói đen dày đặc bốc lên từ kho nhiên liệu. Ông Rodion Miroshnik, đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga cho rằng quân đội Ukraine có thể đã cố gắng thực hiện một cuộc tấn công toàn diện vào Lugansk nhưng hệ thống phòng không đã hoạt động hiệu quả và đẩy lùi một phần cuộc tấn công. Người đứng đầu chính quyền thành phố Lugansk, ông Yanna Patsenko cho biết một số tòa nhà dân cư đã bị trúng đạn. Theo truyền thông Nga, Ukraine cũng tiến hành pháo kích vào các thành phố Donetsk và Makiivka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk gây ra vụ nổ lớn khiến các đám khói và bụi bốc lên không trung. Ngoài ra, điều phối viên của lực lượng ngầm Nikolaev, ông Sergei Lebedev cho biết trong một cuộc tấn công vào thành phố Chuguev, vùng Kharkov, Quân đội Nga cũng đã phá hủy một kho đạn dược và sở chú ý của Ukraine cũng như hạ một nhóm lính tư nhân nước ngoài. Theo thông tin sơ bộ, cuộc không kích được thực hiện bằng vũ khí có độ chính xác cao. F-16 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư, hứa hẹn sẽ tăng cường khả năng phòng không của Ukraine cũng như bổ sung vào phi đội tiêm kích cũ kỹ có từ thời Liên Xô của nước này. Một nguồn tin mới đây cho hay, theo yêu cầu từ phương Tây, Ukraine chưa được phép sử dụng tiêm kích F-16 tấn công vào lãnh thổ Nga nhằm tránh để xung đột gia tăng mất kiểm soát. Thay vào đó, họ có thể dùng chúng để phòng thủ. Những chiếc tiêm kích F-16 vừa vào biên chế sẽ được sử dụng chủ yếu để đẩy lùi những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình của Nga. Bên cạnh đó là đánh chặn oanh tạc cơ Su-34 mang theo bom lượn. Thực tế trên cho thấy, các tiêm kích F-16 sẽ chủ yếu bổ sung cho các hệ thống phòng không mặt đất. Đây là điều dễ hiểu bởi việc tăng cường khả năng phòng thủ vẫn là ưu tiên số 1 đối với lực lượng vũ trang Ukraine. Nhưng trong tương lai, không loại trừ khả năng Ukraine sẽ mở rộng phạm vi tác chiến của F-16 khi vi đội thứ hai vào biên chế. Bởi thực tế cho thấy, phương Tây luôn kéo căng xung đột một cách từ từ. Điển hình như việc Kiev hiện đã được dùng tên lửa NATO bắn vào lãnh thổ Nga. Trong lúc này, không quân Ukraine đã có trong thành phần tác chiến tổng cộng 10 tiêm kích F-16 khi họ nhận thêm 4 chiếc F-16 ADF từ Mỹ kèm theo 6 chiếc F-16 MLU do Hà Lan chuyển giao. Cách đây ít hôm, theo tờ Uchis Washington sẽ cung cấp cho Kiev tên lửa Ham, Amraam và Sidewinder cùng với các bộ dẫn đường. Tất cả những trang thiết bị này đang được quân đội Mỹ sử dụng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẽ cần ít nhất 128 chiếc F-16 để tạo sự khác biệt trên bầu trời vì không quân Nga vượt trội hơn rất nhiều so với không quân của Ukraine. Các quan chức Na Uy cho hay những chiếc máy bay này không phải là viên đạn bạc nhưng việc sở hữu loại vũ khí tầm xa này có thể giúp Ukraine giữ khoảng cách an toàn với máy bay Nga. Về phần mình, Moscow tuyên bố việc chuyển giao F-16 sẽ không thay đổi kết quả của cuộc xung đột. Một công ty tư nhân của Nga thậm chí còn treo thưởng 15 triệu rúp cho bất kỳ ai phá hủy máy bay đầu tiên do Mỹ sản xuất trong cuộc xung đột này. Trước đó, những giải thưởng tương tự đã được trao cho việc tiêu diệt thành công xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất. Vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các phi công Ukraine đã bắt đầu lái tiêm kích F-16 để thực hiện các hoạt động trong nước xác nhận sự hiện diện được mong đợi từ lâu của các tiêm kích do Mỹ sản xuất hơn 29 tháng sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Ông Zelensky phát biểu F-16 đã có mặt tại Ukraine. Chúng tôi đã làm được. Tôi tự hào về những binh sĩ của chúng tôi, những người đang làm chủ những chiếc máy bay này và đã bắt đầu sử dụng chúng để phục vụ đất nước. Sự xuất hiện của những chiếc tiêm kích F-16 là cột mốc quan trọng đối với Ukraine mặc dù vẫn chưa rõ có bao nhiêu chiếc đã được phương Tây giao đến và chúng sẽ có tác động như thế nào trong việc tăng cường phòng không và trên chiến trường. Europin Pravda dẫn nguồn từ cơ quan báo chí của NATO đã chiếu một đoạn video cho thấy cảnh phi công Ukraine tập luyện trên máy bay chiến đấu F-16. Những chiếc đầu tiên trong số đó đã hoạt động trên bầu trời Ukraine. Cụ thể, đoạn video ngắn về quá trình huấn luyện phi công và kỹ thuật viên Ukraine lái F-16 tại Đan Mạch đã được đăng trên trang X Twitter chính thức của NATO. Một trong những phi công cho biết F-16 rất thú vị khi lái, mặc dù máy bay MiG của Liên Xô không quá nhàm chán. Anh nói, tuy nhiên F-16 chắc chắn thích nghi hơn, nó di chuyển rất dễ dàng. Trong video, Thiếu tướng Jan Dam, tư lệnh không quân Hoàng gia Đan Mạch cho biết, những chiếc F-16 dù là mẫu tương đối cũ, nhưng chúng đã được hiện đại hóa nhiều lần. Ông Dam nhận định, bây giờ nó là máy bay rất hiện đại, và có thể sánh với các chiến đấu cơ tốt nhất của phương Tây. Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong cuộc họp báo ở Moscow rằng số lượng tiêm kích F-16 sẽ giảm dần, chúng sẽ bị bắn hạ. Tất nhiên, những đợt chuyển giao loại tiêm kích này sẽ không gây được tác động đáng kể nào tới diễn biến trên chiến trường. Theo ông Peskov, tiêm kích F-16 sẽ không phải vũ khí kỳ diệu cho lực lượng Ukraine. Phát ngôn viên Điện Kremlin nói thêm, nếu tôi nhớ không nhầm thì phần thưởng dành cho lực lượng nào của Nga bắn hạ F-16 đã được công bố rồi đấy. Từ khi xung đột bùng phát, Kiev nhiều lần đề nghị đồng minh phương Tây cung cấp tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất. Ukraine hy vọng sự hiện diện của F-16 sẽ giúp nước này tăng cường năng lực phòng vệ trước các cuộc oanh tạc của Nga. Trước khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022, Ukraine hầu như không sản xuất bất cứ loại vũ khí nào cho lực lượng vũ trang và chủ yếu dựa vào nguồn cung cấp có từ thời Liên Xô cũng như sự hỗ trợ từ các đối tác quốc tế. Giờ đây, Kiev đang sản xuất máy bay không người lái, đạn pháo và tên lửa với tốc độ chóng mặt để bổ sung cho kho vũ khí của mình. Không chỉ vậy, Reuters mới đây dẫn lời Tổng thống Ukraine cho biết, Ukraine đã đầu tư thêm kinh phí cho chương trình tên lửa trong nước nhằm thu hẹp khoảng cách về năng lực với Nga, quốc gia sở hữu nhiều loại vũ khí tầm xa. Ukraine đã ưu tiên tự sản xuất máy bay không người lái UAV kể từ khi nổ ra xung đột với Nga vào cuối tháng 2 năm 2022. Họ cũng cố gắng tăng sản lượng vũ khí trong nước, điển hình như tên lửa chống hạm có thể tấn công cả mục tiêu trên bộ mang tên Neptune. Ông Zelensky nhấn mạnh, nguồn tài trợ bổ sung đã được chúng tôi phân bổ cho chương trình tên lửa sẽ có thêm nhiều tên lửa sản xuất trong nước nữa song không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Kiev cho biết đã dùng tên lửa Neptune để đánh chìm tàu tuần dương Moscow, xoáy hạm của hạm đội Biển Đen ở giai đoạn đầu cuộc xung đột. Kiev sau đó đã có những sửa đổi nhất định để biến Neptune thành tên lửa tấn công mặt đất. Ukraine hiện đang thực hiện các bước đi lớn hơn để hội nhập ngành công nghiệp quốc phòng trong nước với ngành công nghiệp quốc phòng của NATO và Liên minh châu Âu. Trong thời gian gần đây, Kiev gần đây đã mở văn phòng tại Washington để đạt được mục tiêu đó, đồng thời hợp tác sâu rộng hơn với các nhà sản xuất vũ khí phương Tây. Dù các loại vũ khí mới tạo ra một số lợi thế trên chiến trường, nhưng giới phân tích cho rằng Ukraine vẫn gặp khó khăn khi muốn đẩy lùi Nga ra khỏi các vùng lãnh thổ. Một sĩ quan thuộc lữ đoàn pháo binh 148 của Ukraine cho biết, Kiev vẫn cần rất nhiều thứ nữa. Nguồn vũ khí và nhân lực hiện tại chưa đủ để lật ngược tình thế, chúng tôi đủ khả năng giữ chân đối phương nhưng không thể thay đổi đáng kể tình hình mặt trận, sĩ quan này cho biết. Đồng thời chỉ ra rằng trên thực tế, Nga vẫn hoàn toàn chiếm ưu thế trên không. Hồi tháng 4, tại diễn đàn lãnh đạo của trung tâm Bush ở Dallas, nước Mỹ, Giám đốc CIA William Burns cho rằng nếu không có sự hỗ trợ quân sự từ Mỹ, Ukraine sẽ thất bại trước Nga vào cuối năm 2024. Theo ông Burns, Ukraine đang ở thời điểm khó khăn trên chiến trường với sự hỗ trợ bổ sung từ Mỹ. Các lực lượng Kiev có thể tự đứng vững trên chiến trường vào năm 2024 và duy trì xung đột với Nga trong các đợt tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Crimea. Giám đốc CIA nói nếu có Mỹ sát cánh, Ukraine hoàn toàn có khả năng tự cầm cự trong năm nay. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với kênh Fabrica Novosti, khi bình luận tuyên bố của Tổng thống Zelensky về nhu cầu chuẩn bị cơ sở để chấm dứt xung đột với Nga trong năm nay, cựu tướng Sergei Krivonos cho biết bản thân ông đã không nghe thấy từ chiến thắng từ miệng các quan chức cấp cao của Ukraine trong 6 tháng qua. Vị cựu tướng này cũng cho biết thêm rằng Ukraine sẽ không thể lấy lại các vùng lãnh thổ đã mất trong suốt cuộc xung đột. Vị tướng kết luận, tôi nghĩ rằng chúng ta đang bị phản bội, nói một cách nhẹ nhàng là vậy. Trước đó, tổng thống Zelensky gây bất ngờ khi tuyên bố ý định chấm dứt xung đột với Nga vào năm 2024. Về phía Nga, nhà lãnh đạo Nga hồi giữa tháng 6 đã đưa ra điều kiện để chấm dứt xung đột với Ukraine. Tổng thống Putin nhấn mạnh xung đột tại Ukraine sẽ chấm dứt ngay lập tức nếu Ukraine rút quân khỏi bốn vùng mà Nga mới đơn phương sắp nhập cũng công nhận bán đảo Crimea thuộc Nga. Ngoài ra, Ukraine phải từ bỏ ý định gia nhập NATO, khối quân sự do Mỹ dẫn dắt. Văn phòng của Tổng thống Zelensky nhiều lần bác bỏ gay gắt các điều kiện của ông Putin. Theo truyền thông châu Âu, các chính phủ thành viên Liên minh châu Âu đã phê duyệt khoản thanh toán thường xuyên đầu tiên cho Ukraine là 4,2 tỷ euro, tương đương 4,58 tỷ đô la Mỹ. Trong số 50 tỷ euro mà EU đã dành để hỗ trợ tài chính cho Kiev. Khoản tiền này sẽ được cung cấp dưới dạng tiền vay và tài trợ sau khi Ukraine đáp ứng các điều kiện giải ngân bao gồm cải cách quản lý tài chính công, quản trị doanh nghiệp nhà nước, môi trường kinh doanh, năng lượng và gia phá bom mìn. Hồi giữa tháng 7, theo EU, trong số những cải cách mà Ukraine đã thực hiện thành công có thông qua luật mới về chuyển đổi Cục An ninh Kinh tế Ukraine. Chức năng của cơ quan này sẽ bao gồm chống trốn chốn thuế, và tội phạm kinh tế cũng như bổ nhiệm người đứng đầu các doanh nghiệp nhà nước dựa trên kinh nghiệm quản lý của họ. Các quy định sẽ do một ủy ban gồm 6 thành viên, với một nửa trong số đó là các chuyên gia quốc tế đưa ra. Thông cáo báo chí của Ủy ban Châu Âu EC nêu rõ, Ukraine đã thông qua những thay đổi về mặt lập pháp nhằm áp dụng các tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp gần hơn với các tiêu chuẩn quốc tế, kể cả việc xác định rõ ràng quyền hạn của ban giám sát tại các doanh nghiệp nhà nước. Thời điểm đó, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen nhấn mạnh EU sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine miễn là điều đó cần thiết. Tổng cộng, Ukraine sẽ nhận được tới 50 tỷ euro trong giai đoạn 2024-2027 như một phần của chương trình hỗ trợ tài chính, song không có viện trợ quân sự. Phần lớn số tiền được cung cấp dưới hình thức tín dụng, các khoản viện trợ chỉ ở mức 13 tỷ euro, tương đương 14,2 tỷ đô la Mỹ. Cho đến nay, Ukraine đã nhận được 6 tỷ euro tiền tài trợ bắc cầu Bridge Financing và 1,9 tỷ euro tiền tài trợ trước từ quỹ này. Các tổ chức của EU là nhà tài trợ lớn về hỗ trợ tài chính cho Ukraine đã cung cấp 37 tỷ euro cho Ukraine. Tuy nhiên, Mỹ hiện là nhà tài trợ lớn nhất với khoảng 75 tỷ euro và hỗ trợ quân sự hơn 51 tỷ euro. Trước đó, Hungary đã ngăn chặn ba khoản viện trợ trị giá 500 triệu euro riêng biệt thuộc quỹ cơ sở hòa bình châu Âu EFF cũng như 5 tỷ euro, tương đương 5,4 tỷ đô la Mỹ được phân bổ cho quỹ hỗ trợ Ukraine của EFF. Budapest đã phê duyệt việc cấp tiền mặt cho quỹ hỗ trợ Ukraine vào tháng 3, nhưng hiện từ chối ký vào các tài liệu cần thiết để giải ngân viện trợ. Vào tháng 7, Hungary đã ngăn Liên minh châu Âu EU hoàn tiền cho các quốc gia thành viên đã viện trợ vũ khí cho Ukraine, cho đến khi Kiev bỏ lệnh cấm vận chuyển dầu đối với công ty năng lượng Lukoil của Nga. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Theo tờ Wall Street Journal, tình hình kinh tế bất ổn gần đây có nguy cơ củng cố quan điểm của cử tri rằng nền kinh tế Mỹ đang không ổn định, tạo cơ hội cho chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump chuyển sang chiếm ưu thế trong cuộc đua với Phó Tổng thống Kamala Harris. Ông Trump đã nhanh chóng nắm bắt được sự hỗn loạn đang gây ra sự hoảng loạn của các nhà đầu tư tại Mỹ. Ông viết trên nền tảng Truth Social của mình rằng những người bỏ phiếu có quyền lựa chọn sự thịnh vượng của ông Trump hoặc sự sụp đổ của bà Harris và cuộc đại suy thoái năm 2024. Sau đó, ông Trump đã liên tục đề cập đến chủ đề này nhằm tìm cách gây lo ngại về sự suy thoái với hy vọng cử tri sẽ đổ lỗi cho đảng Dân Chủ. Chiến dịch của ông đã nhanh chóng tạo ra một video nêu bật các bản tin truyền hình gần đây về những rắc rối kinh tế. Những bình luận trên của ông Trump xuất hiện sau khi chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm hơn 12% vào đầu tuần này, mức giảm trong một ngày tồi tệ nhất kể từ vụ sụp đổ sau thứ hai đen tối năm 1987. Điều này đã thúc đẩy làn sóng bán tháo trên khắp châu Âu và Mỹ khi các nhà đầu tư bán tháo các tài sản rủi ro hơn. Sự bất ổn của thị trường toàn cầu diễn ra trùng với báo cáo việc làm đáng thất vọng trong tháng 7 được công bố vào cuối tuần trước khi một số nhà kinh tế lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang Fed quá thận trọng trong việc cắt giảm lãi suất. Người thăm dò ý kiến của Đảng Cộng Hòa, Mika Roberts cho biết tin tức tiêu cực về nền kinh tế sẽ đè nặng lên chiến dịch của bà Harris Điều này có thể dẫn đến một kết thúc đột ngột cho giai đoạn trang mật mà bà Harris đang trải qua. Đảng Dân Chủ cho rằng còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận chung nào về hướng đi của nền kinh tế Mỹ. Bất chấp tỷ lệ thất nghiệp tăng, các chỉ số kinh tế khác, chẳng hạn như doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp vẫn đang tăng. Fed có thể cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9 tới, có khả năng giúp các nhà đầu tư tăng thêm sự tự tin. Cuộc họp đó là cơ hội thường kỳ cuối cùng của họ để làm như vậy trước cuộc bầu cử tháng 11 năm nay một báo cáo việc làm cuối cùng dự kiến sẽ được công bố vài ngày trước cuộc bầu cử. Mối lo ngại về nền kinh tế Mỹ đang chậm lại xuất hiện sau hơn một năm, Nhà Trắng tung hô hàng loạt dữ liệu việc làm, tiền lương và lạm phát tích cực. Các cố vấn của Tổng thống Biden đã lập luận rằng nhận thức tiêu cực của cử tri về nền kinh tế sẽ được khỏa lấp bằng các con số và cuối cùng sẽ hỗ trợ cơ hội chiến thắng của Đảng Dân Chủ vào tháng 11 này. Nhưng chiến dịch của ông Trump cho rằng việc tập trung trở lại vào nền kinh tế sẽ giúp Đảng Cộng Hòa có lợi thế hơn. Chiến dịch tranh cử của ông Trump đã trải qua một loạt tuần khó khăn kể từ khi Tổng thống Biden tuyên bố sẽ không tái tranh cử và Đảng Dân Chủ đã hợp nhất xung quanh bà Harris. Bà nhanh chóng chiếm ưu thế trước ông Trump trong các cuộc thăm dò, biến cuộc đua trở nên cân sức hơn nhiều khi bà khiến Đảng Dân Chủ phấn khích và gây quỹ được số tiền khổng lồ. Tuy nhiên, hơn một nửa số người được hỏi trong cuộc thăm dò mới nhất của tờ Wall Street Journal cho biết ông Trump có khả năng xử lý nền kinh tế tốt nhất, trong khi chỉ có 40% cho biết bà Harris phù hợp nhất để xử lý vấn đề này. Ngay cả khi tăng trưởng việc làm và thị trường chứng khoán được cải thiện dưới thời Tổng thống Biden, ông Trump vẫn tiếp tục gây sức ép về vấn đề này. Về phần mình, bà Harris đã thận trọng với lĩnh vực kinh tế, thừa nhận rằng cử tri vẫn cảm thấy lo lắng về điều này. Bà Harris phát biểu trong một cuộc vận động tại Atlanta: "Chúng tôi tin vào tương lai, nơi mọi người đều có cơ hội xây dựng doanh nghiệp, sở hữu nhà, xây dựng thịnh vượng cho nhiều thế hệ. Xây dựng tầng lớp trung lưu sẽ là mục tiêu quan trọng nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của tôi." Không đoàn ném bom số 28 của Mỹ ngày mùng 6 tháng 8 thông báo hai oanh tạc cơ B1B Lancer thuộc phi đoàn ném bom số 34 thực hiện thành công nhiệm vụ Conus đến Conus không nghỉ từ căn cứ không quân Ellsworth đến khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương vào ngày mùng 1 đến mùng 2 tháng 8 và cho biết thêm rằng các phi cơ đã di chuyển tổng cộng hơn 20.000 km tính cả quãng đường đi và về. Không đoàn 28 cho biết trong nhiệm vụ kéo dài hơn 31 giờ này hai chiếc Lancer đã phối hợp với các đồng minh và đối tác của Mỹ trong khu vực để tăng cường an ninh toàn cầu, chứng minh khả năng sẵn sàng của đơn vị và hoạt động huấn luyện cần thiết để phản ứng lại các cuộc khủng hoảng hoặc thách thức tiềm tàng trên thế giới. Theo dữ liệu theo dõi hàng không nguồn mở, hai oanh tạc cơ Mỹ đã tiếp nhiên liệu trên không trên đảo Vancouver của Canada trong chiều đi và làm điều tương tự gần Alaska trong chiều về. Không đoàn số 28 cho biết nhiệm vụ được tiến hành nhằm răn đe đối thủ, đảm bảo an ninh cho các quốc gia đồng minh và đối tác, tăng cường khả năng tương tác, duy trì và chứng minh sự sẵn sàng trên toàn cầu. Chuyến bay không nghỉ của oanh tạc cơ Mỹ được tiến hành sau khi Trung Quốc và Nga hồi tháng 7 thực hiện chuyến tuần tra chung tầm xa tương tự. Các oanh tạc cơ của Bắc Kinh và Moscow được cho là xuất phát từ sân bay quân sự Anadia ở miền Đông Nga và đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không Aziz, Alaska chỉ cách bờ biển Mỹ khoảng 320 km, khiến nước này và Canada phải điều máy bay giám sát. Ở diễn biến khác, trước đó, theo Business Insider, các bức ảnh do quân đội Mỹ đăng tải cho thấy các phi công tham gia cuộc tập trận với sự góp mặt của các máy bay vận tải MC-130G và C-17. Kể từ đầu năm 2020, Bộ Chỉ huy Cơ động Trên không AMC đã tiến hành một loạt cuộc thử nghiệm thả các bệ tên lửa hành trình thật và mô phỏng từ các máy bay chở hàng như C-17 và MC-130G. Cuộc tập trận nằm trong khuôn khổ sáng kiến mang tên Rapid Dragon của không quân Mỹ nhằm xem xét tính khả thi và lợi ích tác chiến của việc dùng các máy bay vận tải sẵn có để triển khai vũ khí tầm xa. Giới chức Mỹ cho biết máy bay vận tải MC-130G và C-17 được chọn để tham gia sáng kiến Rapid Dragon vì việc hoán cải chúng thành oanh tạc cơ không yêu cầu phải chỉnh sửa hay huấn luyện nhiều như với các dòng khác. Trung tướng Jim Sliff, người khi đó là phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Chiến dịch Đặc biệt Mỹ, SOCOM, nói rằng lợi thế ở giải pháp này là chúng không phải đòi hỏi phải tiến hành bất kỳ sửa đổi nào với máy bay. Phi hành đoàn cũng không cần phải tham gia bất kỳ khóa huấn luyện đặc biệt nào cả. Vào tháng 9 năm 2023, Bộ Tư lệnh Cơ động Trên Không đã phóng một tên lửa hành trình tầm xa không đối đất chung từ máy bay C-17 Globemaster 3 trong một cuộc tập trận ở Ấn Độ Thái Bình Dương. Mỹ đã thử nghiệm thành công việc đưa các bệ phóng tên lửa đạn đạo lên máy bay ném bom. B52 Stratofortress là một trong những máy bay ném bom chủ lực của Không quân Mỹ. Loại máy bay này có khả năng mang theo vũ khí kể cả bom hạt nhân và có thể được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ chiến lược. Lực lượng không quân Mỹ hiện đang tìm cách trang bị động cơ và radar mới cho các máy bay ném bom B-52 Stratofortress nhằm duy trì hoạt động trong 3 thập kỷ tiếp theo. Được biết, nguyên nhân Mỹ mạnh tay đầu tư nâng cấp B-52 là do máy bay ném bom B-1 và B-2 sẽ ngừng hoạt động vào đầu năm 2030. Dự kiến không quân Mỹ tiến hành thay thế động cơ máy bay ném bom B-52 Stratofortress bằng sản phẩm do Rolls-Royce sản xuất và radar đến từ phía Raytheon. Tuy nhiên, quá trình này đang gặp trở ngại do giá thành cao. Phó giám đốc vật liệu cấp cao của chương trình B-52, Brian Knight, cho biết chi phí nâng cấp ước tính tăng từ 2,5 tỷ đô la Mỹ lên 15 tỷ đô la Mỹ. Ông Brian Knight thông tin thêm, lực lượng không quân vẫn đang tinh chỉnh những ước tính của riêng mình và mong đợi đề xuất mới từ Boeing để thay thế động cơ bản thân máy bay ném bom B-52 Stratofortress phải được bảo trì lại. Trong khi đó, chi phí thay thế radar dự kiến tăng từ 1 tỷ đô la Mỹ lên 3,3 tỷ đô la Mỹ. Từ năm 1952 đến năm 1962, Mỹ sở hữu tổng cộng 744 chiếc B52 được Boeing sản xuất cho quân đội. Sau hơn 70 năm dòng máy bay ném bom này vẫn được Mỹ nâng cấp và cải tiến đều đặn. Một chiếc B52 hiện đại nhất có thể mang theo vũ khí nặng tới 32 tấn và có khả năng di chuyển trong khoảng 14.080 km mà không cần tiếp nhiên liệu trên không. Hiện tại, Không quân Mỹ có 76 chiếc B52 trong biên chế và với những nâng cấp mới nhất, dòng máy bay ném bom này có thể tiếp tục bay cho đến tận năm 2050. Hồi cuối tháng 5, Mỹ từng cử 4 máy bay ném bom B-52 Stratofortress tới châu Âu để nghiên cứu phương án tác chiến trong tương lai và mục tiêu chủ yếu là Crimea và Kaliningrad. Trên tờ The National Interest, cây viết Jeff Skogon cho rằng nhiều chiếc B-52 thuộc biên chế Bộ Tư lệnh Không quân Chiến lược SAC song không được sử dụng những trường hợp này rất có thể đã giữ được toàn vẹn khung máy bay nên tồn tại lâu hơn dòng kế nhiệm B1 Lancer và B2 Spirit. Mặc dù máy bay ném bom siêu thanh B1 thay thế một phần B-52 nhưng những vấn đề về bảo trì đã hạn chế khả năng của chúng dẫn đến việc phải cho loại biên sớm dự kiến vào năm 2036. Mỹ cho biết nước này có kế hoạch triển khai máy bay ném bom thường xuyên hơn tới Australia. Theo The Guardian, thông báo trên được đưa ra sau các cuộc hội đàm thường niên giữa Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước diễn ra tại Annapolis, Maryland, Mỹ. Cuộc hội đàm dựa trên xu hướng lâu dài về việc tăng cường luân chuyển quân Mỹ tới Australia cũng như các động thái nâng cấp căn cứ quân sự của Australia, bố trí lại các thiết bị quân sự của Mỹ ở Australia. Tại cuộc gặp lần này, Australia tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực quốc phòng và công nghệ quốc phòng. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles khẳng định có nhiều cơ hội để các công ty của Australia tham gia vào chuỗi cung ứng công nghệ quốc phòng tại Mỹ. Bên cạnh đó, Australia cũng ủng hộ sự hiện diện ngày càng tăng của quân đội Mỹ tại nước này trong tất cả các không gian, từ đất liền, trên biển, trên không và trên cả không gian mạng. Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles nhấn mạnh, sự hiện diện của quân đội Mỹ mang lại cơ hội lớn để Australia cùng hợp tác với các nước trong khu vực. Điều này hiện đang cho phép chúng tôi thực hiện nhiều hoạt động chiến dịch và các cuộc tập trận chung với các đối tác. Ví dụ như việc chúng tôi cam kết thực hiện nhiều hơn nữa cuộc tập trận ba bên với Nhật Bản. Đồng thời chúng tôi cũng thảo luận về việc nâng cao nhận thức về hàng hải không chỉ với Nhật Bản mà còn với cả Philippines và Ấn Độ tại cuộc họp ngoại trưởng australia pendigong cho biết sự đảm bảo an ninh của mỹ trong khu vực ấn độ dương thái bình dương đã góp phần tạo dựng sự thịnh vượng ở đây và cơ chế ausmin là một cơ hội khác để hai nước thảo luận cách vượt qua các thách thức và củng cố sự hợp tác cho phù hợp với bối cảnh hiện tại để không chỉ mang lại lợi ích cho hai nước mà cho cả khu vực nơi người dân hai nước đang sinh sống các cuộc hội đàm hàng năm được gọi là tham vấn cấp bộ trưởng Australia, Mỹ viết tắt là Ausmin. Chính phủ Australia mô tả Mỹ là đồng minh thân cận nhất và đối tác an ninh chính. Tòa án công lý tối cao TSG Venezuela thông báo đã triệu tập toàn bộ 10 ứng cử viên từng tham gia tranh cử tổng thống hôm 28 tháng 7 để thúc đẩy quá trình tòa án tiến hành chứng nhận kết quả chính thức của cuộc bầu cử này. Ngoài ra, TSG cũng triệu tập đại diện của 38 đảng chính trị ủng hộ các ứng cử viên tranh cử trên để kiểm tra hồ sơ bỏ phiếu chưa được công bố trước đó. Theo kênh truyền hình nhà nước Venezuela, chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia Envis Amoroso đã giao biên bản giám sát bầu cử cho TSG nhưng chưa công bố chúng cũng như biên bản liên quan và bản tuyên bố ông Nicolas Maduro đắc cử tổng thống nhiệm kỳ 2025-2031. Người đứng đầu TSG chỉ ra rằng tòa án cấp cao nhất sẽ bắt đầu quy trình giám định đối với tài liệu được ký gửi trong thời gian lên tới 15 ngày và có thể gia hạn. Sau đó, để Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela CNE công bố biên bản nhằm làm sáng tỏ những nghi ngờ về kết quả đã được công bố. Trước đó, ngày 2 tháng 8, CNE công bố kết quả kiểm 96,87% số phiếu bầu, trong đó xác nhận Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro giành chiến thắng với 51,95% số phiếu ủng hộ. Tuy nhiên, ứng cử viên đối lập Edmundo Gonzalez tuyên bố không công nhận kết quả trên. Ông Maduro đã đệ đơn lên TSG để yêu cầu chứng nhận kết quả của cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày 28 tháng 7 vừa qua và yêu cầu tòa triệu tập tất cả các tổ chức để so sánh mọi bằng chứng với sự tham gia của chuyên gia ở trình độ kỹ thuật cao nhất liên quan đến kết quả bầu cử. Theo ông, việc triệu tập các ứng viên và đảng phái chính trị cũng như việc yêu cầu tòa án điều tra quá trình bầu cử và các tài liệu liên quan là phù hợp. Trong diễn biến khác, cùng ngày 6 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino đã tái khẳng định sự trung thành tuyệt đối của quân đội nước này với Tổng thống Maduro sau khi ứng cử viên Edmundo González và lãnh đạo phe đối lập Maria Corina Machado kêu gọi lực lượng vũ trang đứng về phía người dân. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Venezuela Tarek William Saab thông báo cơ quan chức năng đã mở một cuộc điều tra hình sự đối với ông Edmundo González và bà Maria Corina Machado với tội danh có các hành vi đe dọa đến hòa bình của đất nước. Quay trở lại với tình hình căng thẳng ở Trung Đông và những diễn biến nóng liên quan đến cuộc xung đột trong khu vực, chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Các nguồn tin nói với tờ Washington Post rằng Israel đã thông báo với Mỹ rằng nước này đứng sau vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas, Ismail Haniyeh, ngay sau khi vụ tấn công xảy ra. Theo nguồn tin, ông Haniyeh, nhà đàm phán chính của nhóm vũ trang Palestine trong các cuộc đàm phán ngừng bắn gián tiếp với phái đoàn Israel, đã bị ám sát tại Tehran vài giờ sau khi tham dự lễ nhậm chức của tân tổng thống Iran, Masoud Pezeshkian. Vụ việc này đã làm gia tăng thêm căng thẳng trong khu vực, vì Iran đã thề sẽ trừng phạt Israel một cách nghiêm khắc những người thân cận với chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với tờ Washington Post rằng giới chức Nhà Trắng đã ngạc nhiên và phẫn nộ khi nhận được thông tin về vụ ám sát thủ lĩnh Hamas. Theo các nguồn tin, Washington tin rằng động thái của chính quyền Israel là một thất bại trong nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza, nơi giao tranh vẫn tiếp diễn kể từ khi Hamas bất ngờ tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Về mặt công khai, chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho đến nay không xác nhận cũng không phủ nhận trách nhiệm về vụ ám sát ông Haniye. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định Washington không biết và không liên quan đến vụ ám sát, mặc dù Israel là đồng minh thân cận nhất của nước này ở Trung Đông. Các nguồn tin của tờ Washington Post cũng tiết lộ mâu thuẫn giữa Mỹ và Israel ngày càng gia tăng sau vụ ám sát ông Haniye. Một quan chức Israel mô tả cuộc điện đàm giữa ông chủ Nhà Trắng với Thủ tướng Netanyahu diễn ra ngay sau vụ ám sát ông Haniye là căng thẳng. Hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy ông Biden sẵn sàng gây áp lực đáng kể lên Israel để kiềm chế các hành động của nước này. Thay vào đó, Mỹ đã triển khai thêm các khí tài quân sự, bao gồm một phi đội máy bay phản lực F-22 và tàu khu trục hạm đến khu vực này để hỗ trợ Israel, đáp trả sự trả đũa có thể xảy ra của Iran. Theo trang tin Axios, Ngoại trưởng Blinken đã cảnh báo các đồng minh, nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 rằng Iran và Hezbollah có thể tấn công Israel để đáp trả vụ ám sát thủ lĩnh Hamas và chỉ huy cấp cao của Hezbollah. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani cũng tuyên bố Iran không muốn gia tăng căng thẳng trong khu vực nhưng cần phải trừng phạt Israel để ngăn chặn tình trạng bất ổn hơn nữa sau vụ ám sát thủ lĩnh Haniyeh của Hamas tại Tehran. Nga đã bắt đầu gửi các hệ thống phòng không và radar tiên tiến của nước này tới Iran trong bối cảnh lo ngại căng thẳng gia tăng thành một cuộc xung đột toàn diện trong khu vực sau vụ việc của thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh. Theo thời báo Moscow, truyền thông địa phương Iran đưa tin Tehran đã yêu cầu Moscow cung cấp các hệ thống phòng không. Tiết lộ với tờ New York Times sau đó, hai quan chức Iran giấu tên không chỉ xác nhận yêu cầu của nước này mà còn khẳng định việc chuyển giao đã được triển khai sau khi thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu tới Tehran. Bài viết của New York Times không nêu rõ Iran đã yêu cầu Nga cung cấp thiết bị gì hoặc đã được chuyển giao những gì. Hiện Iran đã có một số hệ thống phòng không S-300 do Nga sản xuất. Hồi tháng 4, Iran đã thực hiện một cuộc tấn công trực tiếp chưa từng có vào Israel viện dẫn lý do đáp trả Israel vì không kích giết chết một chỉ huy quân đội cấp cao của nước này ở Syria. Làn sóng khoảng 300 tên lửa và thiết bị bay không người lái đã gần như bị chặn hoàn toàn bởi các hệ thống phòng không của Israel, chỉ gây ra thiệt hại nhỏ. Vào thời điểm đó, Israel dường như đã đáp trả bằng cách tấn công một hệ thống S-300 gần một địa điểm hạt nhân ở Iran, mặc dù nước này không xác nhận sự việc. Trong khi đó, hãng tin AP dẫn thông tin từ một quan chức Mỹ cho biết, khoảng 12 chiếc tiêm kích FA-18 từ tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ đã bay đến một căn cứ quân sự ở Trung Đông. Đây là một phần nỗ lực của Lầu Năm Góc nhằm giúp bảo vệ Israel và bảo vệ binh sĩ Mỹ trước khả năng Iran và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran phát động các cuộc tấn công. Vị quan chức trên cho biết các máy bay FA-18 và một chiếc máy bay do thám E-2D Hawkeye cất cánh từ tàu sân bay USS Theodore Roosevelt ở vịnh Oman và đã đến một căn cứ không được tiết lộ. Cũng theo quan chức trên, việc triển khai các máy bay của Hải quân Mỹ như vậy dự kiến chỉ là tạm thời. Vì một đội tiêm kích gồm khoảng 12 chiếc F-22 của không quân nước này đang trên đường từ Alaska đến căn cứ nói trên. Không rõ tất cả các máy bay này sẽ ở lại căn cứ nói trên trong bao lâu. Điều đó có thể phụ thuộc tình hình trong vài ngày tới. Truyền thông và người dân Liban cho biết các phi cơ quân sự Israel vừa bay thấp qua thủ đô Beirut. Vài phút trước khi ông Sayed Hassan Nasrallah, thủ lĩnh Hezbollah, phát biểu tưởng niệm ông Fuad Shuk, chỉ huy của nhóm bị ám sát trong trận không kích cách đây một tuần. Loạt tiếng động lớn mà các máy bay quân sự tạo ra khi vượt tường âm thanh đã khiến người dân ở Beirut phải vội vã mở cửa sổ để tránh vỡ kính. Số khác đứng trên ban công để nhìn phương tiện này. Vượt tường âm thanh là hiện tượng xảy ra khi một vật thể di chuyển tốc độ vượt âm thanh 1.236 km h Tiếng động chói tai vang lên được gọi là tiếng nổ siêu thanh và một làn mây nhỏ bao quanh vật thể xuất hiện. Đây nhiều khả năng là hành động mang mục đích thị uy. Ông Nasrallah gọi sự việc là hành vi thách thức những người tập trung ở vùng ngoại ô miền Nam để tham dự lễ tưởng niệm và xem thủ lĩnh Hezbollah phát biểu trên truyền hình. Trước đó, theo hãng tin The Reuters, Hezbollah cho biết, nhóm vũ trang này đã phóng một loạt drone tấn công vào hai địa điểm quân sự gần thành phố Acre ở miền Bắc Israel, đồng thời tấn công một xe quân sự của Israel ở địa điểm khác. Tuy nhiên, nhóm Hezbollah cảnh báo, đây vẫn chưa phải là đòn tấn công trả đũa được mong đợi của nhóm này. Sau vụ Israel không kích, khiến chỉ huy cấp cao Hezbollah thiệt mạng. Quân đội Israel tường thuật, nhiều drone đã bay từ hướng Liban sang và một chiếc drone đã bị đánh chặn. Một số thường dân bị thương ở phía nam thành phố ven biển Nahariya. Trong một tuyên bố, quân đội Israel thông tin coi báo động đã vang lên xung quanh thành phố Acre nhưng lại là báo động giả. Họ cho biết, lực lượng không quân của mình đã tấn công hai cơ sở của Hezbollah ở miền nam Liban. Căng thẳng gia tăng tại Trung Đông trong tuần qua sau các vụ ám sát những thành viên quan trọng của Hezbollah và Hamas, đẩy Trung Đông đứng trước bờ vực xảy ra cuộc chiến toàn diện. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã thúc đẩy nỗ lực ngoại giao nhằm kêu gọi các bên kiềm chế, tránh căng thẳng gia tăng. Sau vụ ám sát nhà lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh và vụ Israel không kích vào Liban hạ sát chỉ huy quân sự Fuad Shuk đã khiến căng thẳng tại khu vực Trung Đông tăng cao. Phát biểu tại lễ tưởng niệm chỉ huy quân sự Hezbollah Fuad Shuk kéo dài một tuần. Thủ lĩnh Hassan Nasrallah vừa qua tuyên bố, Hezbollah có nghĩa vụ phải đáp trả Israel bất kể hậu quả ra sao. Tuyên bố của ông Hassan Nasrallah cũng cho biết, Hezbollah sắp có phản ứng và phản ứng này sẽ mạnh mẽ và hiệu quả. Lực lượng này sẽ tự mình trả đũa hoặc có phản ứng thống nhất từ tất cả các nhóm. Các cuộc tấn công lẫn nhau giữa Hezbollah và Israel vẫn tiếp diễn. Mới đây nhất, Hezbollah đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào các cơ sở quân sự ở miền Bắc Israel trong khi các cuộc không kích trước đó của Israel vào miền nam Liban đã khiến một số binh sĩ Hezbollah thiệt mạng. Phía Hezbollah cho biết, các cuộc tấn công trong những ngày qua chưa phải là hành động trả đũa của lực lượng này đối với vụ Israel hạ sát chỉ huy quân sự cấp cao của họ. Trước đó, Bộ Ngoại giao Iran cũng tuyên bố nước này sẽ trừng phạt và tái lập sự gian đe đối với Israel. Căng thẳng tại Trung Đông đang tăng cao khi một cuộc tấn công tiềm tàng của Iran và các lực lượng thuộc trục kháng chiến ở khu vực được cho là sẽ xảy ra trong những ngày tới. Cụ thể, giới phân tích cho rằng Iran cùng các nhóm đồng minh sẽ đáp trả mạnh mẽ và tìm cách khôi phục khả năng răn đe sau khi Israel bị cáo buộc tiến hành hai vụ ám sát chấn động Trung Đông. Hamid Reza Azizi, chuyên gia về Iran và là thành viên của Hội đồng Trung Đông về các vấn đề toàn cầu tại Doha, Qatar, nhận định rằng một trong những quan điểm được ủng hộ ở Iran là họ cần phải thể hiện phản ứng kiên quyết, mạnh mẽ và sẵn sàng tham gia vào một cuộc xung đột. Ông nói thêm, các nhà lãnh đạo Iran nghĩ rằng nếu không làm như vậy, thì Israel sẽ không dừng lại và sau một thời gian, các quan chức Iran có thể bị Israel nhắm mục tiêu công khai. Trong khi đó, lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, tổng thống Masoud Pezeshkian và các tướng lĩnh quân sự hàng đầu Iran đang thảo luận về các lựa chọn trả đũa Israel. Điều có thể quyết định liệu xung đột có bùng phát giữa hai lực lượng quân sự hùng mạnh nhất Trung Đông hay không. Ngoài ra, cách thức Iran trả đũa sẽ tạo ra những hậu quả khác nhau nếu nước này quyết định tập kích trực tiếp bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV nhằm vào Israel như hồi tháng 4 vừa qua, chu kỳ tấn công và đáp trả sẽ có thể dễ dàng rút ngắn. Security Media Cell, cơ quan truyền thông trực thuộc Bộ Tư lệnh Tác chiến Trung Iraq cho biết, căn cứ Ain al-Assad mới đây đã bị trúng hai quả tên lửa. Vụ việc đã khiến 5 quân nhân Mỹ và hai nhà thầu bị thương. Theo nguồn tin, lực lượng an ninh Iraq đã khẩn trương triển khai tìm kiếm khu vực xung quanh và phát hiện một chiếc xe tải chở 8 quả tên lửa sẵn sàng khai hỏa ở thị trấn Haditha, cách thủ đô Baghdad khoảng 200 km về phía tây bắc. Các chuyên gia chất nổ đã tháo dỡ toàn bộ số tên lửa này. Lực lượng an ninh đang tiếp tục truy tìm thủ phạm vụ tấn công. Trong tuyên bố, quân đội Iraq nhấn mạnh phản đối mọi hành động tấn công liều lĩnh nhằm vào các căn cứ quân sự của nước này, các phái bộ ngoại giao, văn phòng của các cố vấn liên quân quốc tế, cũng như mọi hoạt động có thể gây căng thẳng trong khu vực. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, nước này sẽ không dung thứ cho các vụ tấn công vào quân đội Mỹ ở Trung Đông sau khi vụ bắn tên lửa ở Iraq làm 5 quân nhân Mỹ và hai nhà thầu bị thương. Vụ tấn công trên là vụ thứ 3 chỉ trong hơn 3 tuần nhằm vào căn cứ Ain al-Assad ở miền Tây Iraq, nơi có quân đội Mỹ cũng như các quân nhân khác từ liên minh do Mỹ đứng đầu chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Nhà Trắng cho hay Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã được báo cáo về vụ tấn công nói trên. Theo AFP dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, cuộc tấn công bằng rocket nói trên xảy ra sau khi lực lượng Mỹ trong tuần trước thực hiện một cuộc tấn công vào những đối tượng đang cố gắng phóng máy bay không người lái, bị xem là mối đe dọa đối với binh sĩ Mỹ và đồng minh. Một số nguồn tin từ Iraq cho hay, cuộc tấn công do Mỹ tiến hành đã khiến 4 người thiệt mạng. Đó là cuộc tấn công đầu tiên của lực lượng Mỹ tại Iraq kể từ tháng 2 đã có hai cuộc tấn công gần đây nhắm vào các căn cứ có binh sĩ Mỹ và đồng minh đồn trú tại Iraq. Trước đó, quân đội Mỹ tại Iraq và Syria không bị nhắm mục tiêu kể từ tháng 4, nhưng các cuộc tấn công nhắm vào họ phổ biến hơn nhiều trong vài tháng đầu của cuộc xung đột Hamas-Israel ở Gaza. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!